Anh Khoa xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình rất vui đang cùng trở lại với các khán giả trong chương trình quen thuộc Chat Với Sao, và mỗi tuần một nhân vật, một gương mặt để chúng ta đang chờ đợi và có thể gặp gỡ và trao đổi để biết nhiều hơn về những gì mà các khán giả yêu mến dành cho những thần tượng của mình, dành cho những người mà mình yêu thích qua các tác phẩm nghệ thuật hay là qua những ca khúc mà họ thể hiện. Và nào, chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ người đã gửi gắm bằng âm nhạc, bằng những bản tình ca thật nhẹ nhàng và thật hay, đầy ý nghĩa cho âm nhạc, dành cho các khán giả đã yêu thích mình trong suốt nhiều năm qua. Chúng ta sẽ cùng chào đón khách mời lần này, nam ca sĩ Lê Hiếu. Xin chào anh Khoa và Lê Hiếu, xin gửi lời chào tới những khán giả đang theo dõi chương trình Chat Với Sao. Nếu như bây giờ so với nhiều năm trước khi mà vừa bắt đầu đi hát, Hiếu đánh giá hay là tự nhận thấy thế nào về cái sự thay đổi của mình trong suốt thời gian nhiều năm qua? Trong nhiều năm qua thì thực sự là một cái giai đoạn là trong cái sự nghiệp của mình luôn luôn có một cái bước đi mà chỉ có chính bản thân mình mới tự nhận ra nó có một cái sự khác biệt rõ ràng. Và mỗi năm thì cũng vẫn là một cái âm nhạc như vậy, nhưng mà mình có một cái sự trải nghiệm về cuộc sống nó khác, có một cái gì đó từng trải hơn. Và chính vì vậy mình, cái cách mình thể hiện bài hát hay cũng như là những cái mình làm trong những cái sản phẩm âm nhạc của mình, nó có một cái gì đó chiều sâu hơn. Thì đó là cách mà rõ nhận thấy sự thay đổi của Hiếu. Chúng ta có thể gọi đó là sự trưởng thành. Có lẽ là trong album mới nhất của Hiếu thì khán giả có lẽ là sẽ nhận ra một cái gì đó trưởng thành hơn trong cái phong cách âm nhạc cũng như là cách trình bày bài hát. Hiếu vừa nhắc đến với các khán giả của chương trình về album mới của mình là Chỉ Còn Những Kỷ Niệm. Thế thì một cái khoảng thời gian khá dài để mọi người chờ đợi và Hiếu thai nghén để cho ra mắt một cái album như vậy. Hiếu chia sẻ đó là cái sự trưởng thành cho âm nhạc trong cái sự thể hiện của mình với từng ca khúc. Như thế thì có phải là cái sự nuôi dưỡng để mình trưởng thành, mình lớn lên trong những cái ca khúc, trong một cái sản phẩm âm nhạc mới như vậy á, nó khá là lâu hay không? Thực ra thì đúng như anh Khoa nói thì đúng là hơi bị lâu. Mà đấy thì không phải là cái sự chú ý của Hiếu, mà trong suốt thời gian vừa rồi cũng như anh Khoa biết là cũng đã ngồi nói chuyện anh Khoa, thì cái album gần đây nhất là album song ca với nữ ca sĩ Phương Vi. Và trước đó thì là album Baby Let Me Go, thì cũng đã phát hành một cái album thì phát hành vào 2008, một album phát hành vào 2009, thì cũng là khoảng hơn 2 năm Hiếu mới ra mắt cái album mới nhất của mình. Thì thực ra Hiếu cũng đã tính là sẽ một năm sẽ ra cố gắng ít nhất một album. Thế nhưng mà trong nguyên cái khoảng thời gian vừa rồi là một cái thời gian mà Hiếu bận đi lưu diễn rất là nhiều và dành nhiều thời gian cho những khán giả ở nước ngoài nhiều hơn. Cho nên chính vì vậy mà Hiếu với nhạc sĩ Đức Trí là hai người đã cùng không có nhiều thời gian để mà làm việc chung với nhau để có thể ngồi lại để ra mắt những cái sản phẩm âm nhạc mới. Thì đó không phải là một cái sự thai nghén mà đó là một cái sự chậm trễ. Mà nhân đây thì có một lời xin lỗi tới khán giả, bởi vì đã để cho khán giả đã chờ đợi rất là lâu. Nhưng cũng trong thời gian vừa rồi thì Hiếu với anh Đức Trí cũng đã rất là gấp rút và tìm những cái bài hát. Thực ra thì có những bài hát cũng như anh Khoa biết là đã có khoảng 2 năm rồi, nhưng mà để mà tập hợp lại những cái bài hát đó cho một album thì cũng tương đối là vất vả, để chọn ra những ca khúc mà mình ưng ý nhất để ra mắt trong trong cái album mới của mình. Thì cái sản phẩm Chỉ Còn Những Kỷ Niệm là một cái sản phẩm mà Hiếu với anh Đức Trí cũng khá là tâm huyết. Kể là một cái khoảng thời gian mình cũng nhận định và mình biết được rằng là nó khá lâu đối với sự chờ đợi không chỉ của khán giả mà của riêng bản thân mình nữa, đúng không ạ? Nhưng mà mình phải công nhận rằng là khi mà ra mắt thì mình thấy mình hài lòng, mình tâm đắc về nó. Cái sự trưởng thành của một chàng trai trẻ như là Hiếu và cái sự trưởng thành trong âm nhạc, nó có khác biệt nhau nhiều quá không? Hiếu nghĩ rằng là nó có một cái sự song hành, bởi vì ngay từ lúc mà Hiếu mới bắt đầu đi hát là lúc mà Hiếu cũng còn rất là trẻ, nhưng mà Hiếu đã chọn cho mình một cái dòng nhạc mà trữ tình, một cái cách thể hiện những cái bài hát có thể là lớn hơn so với tuổi Hiếu. Cho nên là càng về sau này thì
cái tuổi trưởng thành của mình nó càng đồng điệu với những cái bài hát mình đã chọn, thì như vậy thì Hiếu nghĩ rằng càng ngày mình sẽ hát càng hay hơn và càng càng tốt hơn và thể hiện nhiều cái cảm xúc rõ rệt hơn trong những cái bài hát đó. Có nhiều cách và nhiều cái con đường để mỗi một người họ lựa chọn hay là họ đến với một cái công việc nào đó theo cái cách của riêng họ hay là một cái duyên cớ trong cuộc sống này. Ngay cả với nghệ thuật của chúng ta thì có bạn từ một thí sinh trở thành một ca sĩ, một thần tượng được mọi người yêu mến. Có người đến bằng cách là những cái ca khúc họ được được PR một cách hô hào ở trên các trang báo điện tử, đúng không ạ? Những năm sau này chúng ta thấy là cái sự phát triển của công nghệ thông tin cũng rất là nhanh và cái sự lan tỏa của các báo điện tử, của các cơ quan truyền thông cũng rất là nhiều, nhiều phương tiện hơn ngày xưa nữa. Nhưng mà cái cách của Hiếu đến với âm nhạc, nếu mà nhớ lại, hôm nay ngồi đây với Hiếu thì chợt bỗng nhiên nhớ lại thôi. Hiếu đến với âm nhạc rất là nhẹ nhàng, như là bạn xuất hiện ở đâu đó, rồi bạn lại hát nghêu ngao một vài câu, một vài ca khúc bạn yêu thích. Và từ đó thì có cái tên Lê Hiếu để mọi người yêu mến như ngày hôm nay. Thực ra thì đúng như anh Khoa nói thì Hiếu không không có một cái sự sắp xếp hay một cái chủ định rõ ràng trong cái sự nghiệp ca hát của mình. Mà trước đây thì là Hiếu thì cũng như là mọi người đã biết là Hiếu theo học piano từ nhỏ, cho nên là khi mà mình chuyển qua hát thì không phải Hiếu ngạc nhiên mà ngay cả gia đình cũng rất là ngạc nhiên, không nghĩ sao là đang học piano chuyển qua hát. Thì thực ra nó cũng là một cái xuất phát mà lúc đó là một cái trào lưu của cái các bạn sinh viên thời đó thì rất là thích ca hát. Ở ngoài Bắc thì luôn luôn có một cái phong trào văn nghệ gần như là tự phát của những cái bạn học sinh cấp 3 và họ đi hát, thì mình cũng theo cái trào lưu đó. Và cũng dần dần thì khi mà là học nhạc rồi làm việc chung với nhạc sĩ Vũ Quang Trung thì rất là vô tình thì được gặp gỡ rất là nhiều những anh chị ca sĩ nổi tiếng của cái thời đó. Và dần dần thì mình cũng cũng đam mê và cũng vô tình thì cũng là ngồi, đúng như anh nói là ngồi hát nghêu ngao ở ngoài phòng thu, thì vô tình là nhạc sĩ Bảo Trấn gặp thì nói là hát được thì cho vào thu luôn. Thì lúc đó cũng rất là tình cờ thì cũng cũng tự tin đi vào phòng thu để thu những cái bài hát của chú ấy. Và sau này thì được mọi người biết tới thì lúc đó mới có một cái sự tự tin để mà bước chân vào con đường là ca sĩ chuyên nghiệp. Xưa anh nào hay tim em mang lừa dối đã bao lâu rồi, khi xưa yêu nồng say sao em không nhận thấy tình mình quá đắm say. Anh yêu em rất nhiều mà tại sao tình ta cứ mãi lao đao, bao nhiêu nỗi khát khao giờ đây còn đâu nữa. Nguyện được mãi mãi yêu trong đời chờ, vì tình đã lỡ em cứ hững hờ mà lòng cứ mãi ngây thơ chìm đắm trong mơ, mình anh bơ vơ thẫn thờ. Xin một lần thấy bóng em quay trở về, rồi mình sẽ mãi không quên câu thề tìm lại những phút đam mê nguyện mãi yêu trong cơn mê này. Khi xưa anh nào hay tim em mang lừa dối đã bao lâu rồi, khi xưa yêu nồng say sao em không nhận thấy tình mình quá đắm say. Anh yêu em rất nhiều mà tại sao tình ta cứ mãi lao đao, nhiều nỗi khát khao giờ đây còn đâu nữa. Xin nguyện được mãi mãi yêu trong đời chờ, vì tình đã lỡ em cứ hững hờ mà lòng cứ mãi ngây thơ chìm đắm trong mơ, mình anh bơ vơ thẫn thờ. Xin một lần thấy bóng em quay trở về,
rồi mình sẽ mãi không quên câu thề, tìm lại những phút đam mê, nguyện mãi yêu trong cơn mê này. Biết ta giờ đã xa nhau, tìm đâu chiếc hôn ban đầu. Ước mơ được mãi bên nhau, còn đâu nay người sâu yêu. Xin nguyện được mãi mãi yêu trong đời chờ, vì tình đã lỡ em cứ hững hờ, mà lòng cứ mãi ngây thơ, chìm đắm trong mơ, mình anh bơ vơ thẫn thờ. Xin một lần thấy bóng em quay trở về, rồi mình sẽ mãi không quên câu thề, tìm lại những phút đam mê, nguyện mãi yêu trong cơn mê này. Người ta gọi bạn là hoàng tử của tình ca. Còn nghĩ một cái tên cũng rất là hay. Có một cái tên đúng với phong cách âm nhạc và đúng với cái tính cách âm nhạc mà bạn đã chọn lựa. À. Bạn thấy thế nào? Thực ra thì cái danh hiệu này thì cũng Hiếu cũng không dám nhận, phải nói là như vậy, nhưng mà cũng may là mình hát nhạc tình ca, thì cho nên là khi mọi người dành cho mình cái sự ưu ái đó thì mình cảm thấy rất là xúc động và rất là vui. Thì những cái bài hát tình ca nó đã giống như là nó đã ở trong máu thịt của mình rồi. Cũng may là mình thích cái danh hiệu, mình thích cái dòng nhạc này, cho nên là cái âm nhạc mà Hiếu theo đuổi thì có lẽ là ngay cả trong thời gian năm 10 năm nữa sắp tới thì vẫn là đi theo cái dòng nhạc tình ca. À, và tình ca có ý nghĩa như thế nào đối với Hiếu? Vì âm nhạc nói chung là một cái biên độ rộng và rất là lớn, một cái thế giới chúng ta không thể nào định nghĩa được hết, đúng không ạ? Nhưng tự bản thân của hai từ tình ca đều có một ý nghĩa rất riêng rồi. Và khi mà đi theo cái dòng nhạc này, thực ra thì cái dòng nhạc này thì Hiếu nghĩ là phải có một cái bề dài về cái sự nghiệp của mình, có một cái chiều sâu về những cái ca khúc mà mình lựa chọn, cũng như là rất là nhiều những cô chú, những anh chị thế hệ đi trước người ta đã hát, thì mình phải hát theo một cái cảm nhận riêng của mình, chứ không thể là mình đi hát theo cái cách của các anh các chị đã đi trước mà hát. Thì cũng giống như là Hiếu có ngồi nói chuyện với cả anh Tuấn Ngọc, thì anh Tuấn Ngọc cũng cho rất là nhiều lời khuyên, thì anh nói là ngay cả đến tận bây giờ thì tôi cũng vẫn phải đang đi tìm, vẫn phải theo đuổi, vẫn phải đi học hỏi rất là nhiều. Không phải là bây giờ tôi đã thành công, nhưng mà tôi vẫn phải học hỏi rất là nhiều, bởi vì lúc mà tôi trẻ như bạn thì tôi cũng không thể nào, tôi cũng không biết là mình đang đi đúng hay đi sai, mà chỉ biết là mình phải cố gắng, mình làm rất là nhiều. Thì Hiếu nghĩ là cái lời khuyên đấy cũng rất là đúng trong cái sự cố gắng của mình, bởi vì mình có một cái người đồng cảm. Thì về cái âm nhạc tình ca thì nó rất là rộng, ý nghĩa rất là rộng. Tình ca ở đây mình có nghĩa là mình có thể hát về tình yêu, mình có thể hát về sự yêu thương con người, về yêu thương cuộc sống, về rất là nhiều thứ trong cái cuộc sống này mình có thể tóm gọn lại trong hai cái từ tình ca. Và tình ca thì là những cái bài hát rất là ngọt ngào, lãng mạn, những bài nhạc tình. Thì những bài hát mà Hiếu thể hiện cũng như là mọi người đã thấy thì đều là những bài hát là viết về tình yêu, nhưng mà thường thường tình yêu thì ít khi hạnh phúc, lúc nào cũng có một cái gì đó buồn hay là một cái gì đó sóng gió, thì những cái đó là những cái tạo nên những cái bài hát tình ca mà Hiếu yêu thích. Thế thì một ngày của bạn như thế nào nếu không phải là âm nhạc, nếu không phải là những bản tình ca, hay là một Lê Hiếu mà mọi người vẫn chờ đợi để xuất hiện ở sân khấu để mà hát hò, để mà được hú hát, được tung hô? Một ngày nếu mà thực sự là rảnh rỗi nhất của Hiếu thì Hiếu thích được ra đường, rồi đi uống cà phê, rồi gặp gỡ bạn bè, đi coi phim hoặc là đi coi kịch, rồi dành buổi chiều dành một chút thời gian đi tập gym, tập thể thao, thì rồi buổi tối thì lang thang với những người bạn thân, chẳng hạn như là Lệ Quyên thì rất là hay đi chung. Một ngày thì chắc cũng phải dính đến âm nhạc một chút, tức là không nghe bài hát này bài hát kia thì cũng phải có cái gì đó liên quan tới âm nhạc. Nhưng mà thì đấy là một cái ngày mà rảnh rỗi. Ngày rảnh rỗi thì thường thường là ngồi
đi chơi với những người bạn của mình là cách mà yêu thích nhất. Nghĩa là qua cách nói chuyện của bạn thì dường như đối với bạn, bạn bè là một phần rất là quan trọng trong cuộc Rất sống của là bạn, quan trọng. đúng không ạ? Lại nói tiếp về album mà bạn ra mắt khán giả chậm trễ đi, đúng không ạ? Thật ra khi mà bạn ngồi cùng với cái người chịu trách nhiệm về sản xuất âm nhạc với bạn và với công ty, bạn thực hiện với sản phẩm âm nhạc chỉnh chu như vậy rồi thì bạn cảm thấy rằng là cái độ hài lòng của mình đủ để đảm bảo rằng là khi mà đưa đến với khán giả thì họ cũng được đo họ cũng đón nhận như là những gì mà mình nghĩ rằng là nó sẽ được như vậy hay không? Thực ra thì cũng rất là khó để mà biết được là cái sản phẩm âm nhạc của mình được bao nhiêu cái thành công mà khán giả người ta hài lòng. Thế nhưng mà cũng cũng mình áng được chừng là đến 70% là những cái gì mình làm họ sẽ thích hay không thích. Thì trong cái album này cũng như là Hiếu đã hứa là Hiếu sẽ hát lại những bài hát tình ca, những cái gì mà Hiếu đã theo đuổi mà những cái gì khán giả người ta đã yêu thích. Thì khi mà album này phát hành ra thì được gọi là phản ứng rất là tích cực, phản hồi rất là tích cực trong những cái bài hát này và họ rất là yêu thích. Nhưng mà đặc biệt thì đúng là đến tận hôm nay ngồi đây thì kiểm nghiệm lại thì thấy là khán giả đa phần những người thích là tương đối trẻ, có nghĩa là độ tuổi khoảng từ mười mấy cho đến khoảng dưới 40 thôi. Thì họ rất là thích những cái thích album này bởi vì album này nó dành cho những bài hát trữ tình nhưng mà những bài hát mới của những nhạc sĩ có thể nói là chưa 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 quá lớn tuổi, chẳng hạn như nhạc sĩ Đức Chí hay là nhạc sĩ trẻ Hoàng Anh, nhạc sĩ Tuấn Anh, Hoàng Nhã, rồi nhạc Dũng sĩ Đà Bảo Lạt. Trấn, anh Dũng Đà Lạt thì là những cái người mà đã viết những ca khúc mới trong album này. Thì chính vì vậy là album này thì Hiếu nghĩ là rất là hài lòng về về những cái bài hát Hiếu đã chọn và đặc biệt là rất là vui bởi vì có cái sự phản hồi tích cực từ khán giả. Nhưng mà khi mà bạn chọn lại những ca khúc để mà hòa âm phối khí lại để thể hiện như là khúc Chuyện Du này, như là Biển Cạn thì thế nào ạ? Bạn có nghĩ là trong một cái sản phẩm âm nhạc mà có những ca khúc tình ca nhưng lại trẻ trung, rồi có những ca khúc mang một cái chiều sâu như vậy thì mình bị mang cái tính tổng hợp cho một cái sản phẩm không? Tất nhiên là Hiếu sẽ không lựa chọn những cái ca khúc nào nó quá bị khập khiễng khi mà để cạnh nhau. Thì lúc trước thì Hiếu có làm những cái test. Hiếu với anh Chí và công ty thì cũng có đưa ra những cái test cho những cái khán giả riêng của Hiếu Giống như là tham khảo đúng để không mình ạ? tham khảo. Thì là Hiếu đã ra những album như anh biết là album với Phương Vi là album nhạc xưa hay một album nhạc trẻ. Nhưng những cái gì Hiếu làm từ trước tới nay như là những album như là đĩa cơn đau cuối cùng, thì trong đĩa cơn đau cuối cùng cũng có những cái bài hát nhạc trữ tình nhạc xưa, thì những album đấy rất thành công đối với bản thân của Hiếu. Mặc dù có thể nếu mà nói ra chuyên nghiệp hơn thì có thể mình sẽ làm một sản phẩm nhạc trẻ riêng, một sản phẩm nhạc xưa riêng, nhưng mà của Hiếu thì khán giả người ta lại thích có gì đó nó vừa trẻ trung trong những Nhiều cái bài màu sắc. hát nhiều màu sắc, người ta lại vừa thích những cái gì đó nó hơi hơi lãng mạn hơi xưa nhưng mà nó vẫn là những cái bài hòa âm rất là mới. Thì Hiếu đang cố gắng đưa những cái bài tình ca nhạc xưa nhưng mà phải hòa âm theo một cách gì đó rất là mới mẻ và một cái cách hát cũng khá là hiện đại. Nhưng mà trong cái chiến lược sắp tới của Hiếu thì ngoài cái album Chỉ Còn Những Kỷ Niệm thì trong cuối năm nay Hiếu sẽ ra một album nhạc xưa nữa để dành cho đối tượng khán giả mà lớn hơn mà đã chờ đợi và đã yêu thích mình qua những cái bài hát như thế. Có nghĩa rằng là mỗi một cái sản phẩm âm nhạc đều là một cái sự chắt lọc của mình hết, đúng không ạ? Và thật ra thì mình vẫn hướng đến nhiều đối tượng khán giả khác nhau, họ vẫn chờ đợi, vẫn yêu thương và cũng như là đã ủng hộ cái dòng nhạc mà mình đã quyết định mình chọn mình đi trong suốt khoảng thời gian cũng gần 10 năm Hiếu đến với nghề, đúng không ạ? Trong âm nhạc của Lê Hiếu, nếu mà các khán giả để ý hay là nhớ cái chặng đường đi của bạn thì chắc là khó quên được cái khoảng thời gian đầu khi mà bạn gắn bó với những cái tên tuổi như là Quốc Bảo, như là Trần Thu Hà, rồi ngay cả những sản phẩm bạn âm làm chung với lại Hồ Ngọc Hà và sau này là nhạc sĩ Đức Chí nữa. Mỗi giai đoạn thì cũng như một cái bậc thang vậy, thì mình cần có một cái bước đi, những cái bước đi. Thì trong thời gian đầu tiên thì cái âm nhạc của nhạc sĩ Quốc Bảo Hiếu cũng rất là yêu thích và anh Bảo cũng đã chọn để viết riêng cho Hiếu rất là nhiều bài hát. Và cũng như là Hiếu đã nói lúc đầu là những cái lúc mà Hiếu chưa đi hát, cái cơ hội ở trong phòng thu được gặp gỡ những anh chị như là Trần Thu Hà hay Bằng Kiều hay là Thanh Lam thì
tự khắc người ta không nói nhưng mà trong đầu mình cũng ngấm ra một cái gì đó, mình học hỏi được những anh chị đấy rất là nhiều về 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 cái cách nghe nhạc, thẩm mỹ âm nhạc hay những cái cách chọn bài hát, mình cũng bị ảnh hưởng. Và sau này thì mình chắt lọc ra những cái gì tốt nhất cho mình, thì càng về sau này những cái sự kết hợp sau này như là với Hồ Ngọc Hà hay với Lệ Quyên là những người 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 đồng nghiệp, những người bạn khá là thân, thì giúp cho mình có một cái sự lựa chọn, một cái con đường tốt hơn. Và đặc biệt thì với nhạc sĩ Đức Chí là một một người producer, một người cùng một thành viên trong 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 công ty Music Pay là công ty mà Hiếu đang hoạt động, thì là cái âm nhạc của anh thực sự là rất rất là gần gũi với Hiếu. Có thể nói là âm nhạc của anh Chí, cách anh viết bài hát ra, cái cách anh thể hiện bài hát và những cái bản hòa âm của anh thì có thể nói là rất là đúng ý mình, không trật đi đâu được hết. Và khi mà anh viết ra một bài hát này, mình cảm thấy ồ, bài hát này mình chắc chắn mình hát sẽ rất là hay. Và anh Chí cũng rất là thích cái chuyện đấy, vì anh Chí cảm nhận là giống như là hai người có một cái gì đó rất là hiểu nhau và rất là thích cái gu âm nhạc của nhau. Thì đấy là cái điều mà Hiếu với anh Đức Chí đã gắn bó trong khoảng 3 năm trở lại đây. Giữa đêm khuya xa lặng nghe nhịp đập con tim, cứ mỗi khi em đến bên anh lời nói em như làn gió, vẫn cứ muốn thấy em vui hơn cười với nụ cười thân thương. Sự thật kia hay cơn mơ để cho em quên đi những đau buồn, và anh luôn đặt cơn mơ yêu thương của anh trong tâm hồn em. Và đêm nay là một đêm chờ vơ ngồi khóc cho ai, ngồi lặng nghe một bài ca anh viết đến em trong tâm hồn anh. Phải không hay sai, làm sao để anh có em? Nào đâu biết chắc anh yêu người vì nụ cười đó với những ngày thơ, giờ mới biết đáy sau nụ cười là giọt nước mắt tuôn rơi. Nhìn em đau anh chẳng có gì để làm bớt cơn đau của em, đừng như thế nhé em ơi, ngày mai nắng lên xua tan muộn phiền. Trái tim em đừng tổn thương vì một ai kia, có thể lúc đó trong em là vị trí anh luôn thầm mong đợi. Cứ thế anh sống trong mơ là hy vọng nào cho anh, hãy để anh đến bên em vui tan đi yêu em lo buồn. Và anh luôn đặt cơn mơ yêu thương của anh trong tâm hồn em. Và đêm nay là một đêm chờ vơ ngồi khóc cho ai, ngồi lặng nghe một bài ca anh viết đến em trong tâm hồn anh. Phải không hay sai, làm sao để anh có em? Nào đâu biết vì nụ cười đó với những ngày thơ, giờ mới biết đáy sau nụ cười là giọt nước mắt tuôn rơi. Nhìn em đau anh chẳng có gì để làm bớt cơn đau của em, đừng như thế nhé em ơi, ngày mai nắng lên xua tan muộn phiền. Nào đâu biết chắc anh yêu
vì nụ cười đó với những ngày thơ. Giờ mới biết đây sau nụ cười là giọt nước mắt tuôn rơi. Nhìn em đâu anh chẳng có gì để làm bớt cơn đau của em. Đừng như thế nhé em ơi, ngày mai nắng lên xua tan muôn phiền. Khoa nghĩ thường là đối với ca sĩ á, thì rất là ngại nói về gia đình vì sẽ mất đi một lượng fan rất là lớn. Nhưng với Hiếu, khi mà bắt đầu nghĩ đến những cái điều thú vị hơn, những cái điều thiêng liêng hơn trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, đó là gia đình, thì thật ra có lẽ là những cái quan điểm về cuộc sống của mình cũng đã thay đổi nhiều, đúng không ạ? Phải nói là rất nhiều luôn á. Thì cái sợi dây kết nối của Hiếu và gia đình, là bố mẹ và các anh chị, các thành viên trong gia đình của Hiếu thì như thế nào khi bạn tách hẳn ra và bạn ở riêng, bạn tự lập từ nhỏ, bạn vào Sài Gòn, bạn lập nghiệp? Thực ra thì lúc trước thì ở chung với gia đình thì được mọi người rất là chiều chuộng, bởi vì nói chung là giống như kiểu công tử. Có thành thói quen không ạ? Không, mình không phải làm cái gì hết. Nhưng mà sau này thì lúc mà mình bước vào cái thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp thì có thể đấy là một cái gì đó, một cái sự kiêu ngạo, một cái sự bướng bỉnh và một cái sự muốn khẳng định mình ở cái tuổi trẻ. Lúc đó vào thì rất là khổ, nhưng mà khổ thì cũng không đâu dám kêu la cho ai biết. Chấp nhận luôn. Thì sau thành nó cũng là một cái tự lập thì mình quen. Nhưng mà trong đầu mình luôn luôn nghĩ gia đình là cái gì đó thiêng liêng nhất. Cái gì bố mẹ cũng là một cái điều mà tuyệt vời nhất mà mình nghĩ tới. Và tất cả sau này mình có làm được cái điều gì đi chăng nữa thì mình cũng chỉ là muốn cho bố mẹ mình được vui, được nói chung là được cảm thấy hạnh phúc, được cảm thấy happy với cái cuộc sống gia đình, tự hào về con mình. Thì Hiếu luôn nghĩ gia đình vẫn là cái gì tốt nhất. Và sau này thì cái cách mình thể hiện, cái tình cảm mình thể hiện lại đối với bố mẹ như thế nào, có thay đổi hơn so với ngày xưa không, hay là mình mạnh dạn mình chia sẻ nhiều hơn? Vì trong cuộc sống anh còn nghĩ là có nhiều đối tượng để mình chia sẻ mỗi khi mình buồn mình vui, nhưng mà dường như Hiếu nhắc nhiều đến bạn bè nhiều hơn, vì những cái nỗi buồn đó mình không không muốn làm gánh nặng cho gia đình. Thực ra những cái nỗi buồn thì nó cũng không không phải là quá là ghê gớm để mà gia đình phải bận tâm. Nó chỉ là những cái gì nó rất là vô hình hoặc là rất là bình thường thôi. Còn gia đình thì thường thường là Hiếu cũng trò chuyện với ba với mẹ rất là nhiều, như những người bạn đó. Thì ba Hiếu nói chuyện với Hiếu cũng rất là nhẹ nhàng, tình cảm. Hồi trước thì là lúc nào cũng nghiêm khắc dạy. Đôi khi mình rất là, mình còn nhỏ còn thì nhỏ. Đôi khi mình rất là sợ. Mình rất là sợ nói chuyện với ba. Mình cảm thấy không hợp. Nhiều khi chắc là do mình tuổi chuột, ba mình tuổi mèo hay sao, mình cảm thấy mình không hợp. Nhưng mà càng khi mà mình lớn rồi, mình càng thấy là những cái gì mà ba mình dạy mình rất là đúng. Còn những cái nó nghiêm khắc mà rất là đúng. Rồi sau này thì khi mà ba nói là ồ bây giờ con 18 tuổi rồi, con là có quyền công dân này, con là người của xã hội, ba thì không không lo cho con nữa. Tất cả con làm những cái gì sau này là con chịu trách nhiệm rồi. Đấy là cái câu nói mình rất là nhớ đến tận bây giờ, bởi vì nó chỉ là một câu nói thôi, nhưng mà nó vô hình nó làm cho mình có cái gì đó, mình cảm thấy là ba mình dạy mình rất là nhiều thứ hồi nhỏ, nhưng mà đến khi mà mình cảm thấy mình đủ lông đủ cánh rồi thì tạo cho mình một cái niềm tin, một cái gì đó tự cho mình làm. Thì đấy là một cái mà mình nghĩ là về sau này mình cũng sẽ định hướng cho con của mình sau này cũng như vậy. Cho con cái của mình. Một bản thu âm của Hiếu thì ai là người may mắn được nghe đầu tiên ? Những cái bản thu âm của mình thì chắc là mấy anh trong phòng thu hoặc là nhạc sĩ Đức Chí là những người mà nghe đầu tiên. Mà vì Hiếu là một trong những người Hiếu nghĩ rằng thu âm rất là nhanh. Đến bây giờ vẫn thế hả? Đến bây giờ vẫn thế. Có những bài hát thì thường thường thu chắc chỉ khoảng 30 phút là xong một bài. Và có những người ta thu rất là lâu, có thể là vài tiếng hoặc là 1-2 ngày chưa xong nữa. Nhưng mà cái điều mà Hiếu thu nhanh thì cũng không khẳng định nên một cái điều gì là mình tài giỏi, nhưng mà thường là Hiếu thu âm rất là nhanh. Và Hiếu luôn luôn là thu cứ hát khoảng 2 lần 3 lần thì mình giữ lại cái cảm xúc
ngay cái lúc đó cho bài hát đấy, chứ không có thu từng đoạn để cắt rời chắp vá trong cái bài hát đó. Thường thì đối với các ca sĩ hay là những người mà anh Khoa đã được chia sẻ thì hầu như là Hiếu là người đầu tiên nói về cái việc là thu âm rất là nhanh và phải công nhận thì cái điều đó cũng chẳng nói lên được điều gì đúng không ạ? Đúng Nhưng rồi. mà đó là cách mình giữ được cảm xúc tốt cho một cái ca khúc, nó cũng là một cái rất là hay. Nhưng mà có bao giờ khi mà vào phòng thu thì mình phải bị chỉnh sửa nhiều quá hay là bị phải góp Có ý nhiều những quá cái không lúc ạ? mà mình bị chỉnh sửa nhiều quá thì có hai cách. Lúc mà mới đi hát thì nếu bị chỉnh sửa nhiều quá thì mình cố gắng mình hát mà cuối cùng là hát cũng không ra gì. Có những hôm mà đến mắt thì hát, biết là đến bây giờ thì khi mà đến vào phòng thu mà hôm nào mình cảm thấy mình bị bệnh hay mình không tốt hay không có cảm xúc, tới phòng thu phát thu được khoảng 5 phút, câu đầu tiên mình nói là thôi hôm nay em không thu nữa, vì mình không có cảm hứng, Mình quyết định ngay. mình quyết định ngay. Và còn bây giờ thì sau này thì những lúc nào mình vào mình cảm thấy mình đang có hứng thu hay mình khỏe, mình vào mình thu ngay, thì đấy là những cái mà mình có thể quyết định được. Và những cái bài hát nào cảm thấy không phù hợp là mình từ chối ngay, chứ không phải giống như hồi mới đi hát là mình phải Cố gắng. người ta đưa bài nào mình cũng hát. Thì cũng có những cái lúc đó thì mình cũng vì cuộc sống thì họ hôm nay có bài này mời mình thu thì mình cũng cố gắng mình thu để mình kiếm tiền để mình trang Hoặc là trải mối cuộc quan sống, hệ đúng không thì ạ? hoặc là mối quan hệ. Nhưng mà sau này thì mình chỉ lựa chọn những cái gì mà tốt nhất, những cái gì mà mình có thể hiện tốt nhất để mình làm, chứ mình không làm những cái mà nó không đúng với mình. Trong con người của chúng ta thì có những điều mà bên trong á, đôi khi chúng ta chưa có khám phá được hết nữa. Một một người hát về tình ca như Hiếu, một người có thể trải lòng mình với những cái bản nhạc rất là cảm xúc, có bao giờ nghĩ là sẽ là một cái phép cộng thêm để mình sôi động hoặc là mình có những cái tiết mục khác thực khác ra đi thực so thực với bình thường thực không ra ạ? thì trong trong cái cá tính của Hiếu, Hiếu tự cảm nhận là Hiếu thấy mình khá là nổi loạn, nhưng mà thường thường không có ai ai biết mấy. Và thì thực ra thì cũng có những cái bài hát mà Hiếu cũng đã thể hiện nó rất là mạnh mẽ, rất là rock hay là R&B, hip hop, nhưng mà khi mà mình hát cái đấy thì đôi khi mình cảm thấy là mình hát thì hay, nhưng mình không toát được cái vẻ mà mình hát được những cái bài hát đó. Thì trong cái album Baby Let Me Go là những cái bài hát mà Hiếu đã từng thể hiện thì Một cái cách khác. một cái cách khác, nhưng mà không chỉ là riêng mình cảm nhận hay khán giả người ta cảm nhận, người ta cũng thấy là cái này không hợp với mình và mình cũng tự nhận là nó không hợp với mình. Chính vì vậy trong cái album Chỉ Còn Những Kỷ Niệm này Hiếu đã quay lại những cái bài ballad, những cái bài tình ca, thì mọi người khán giả người ta đã đón nhận rất là nồng nhiệt. Thì đấy là cái là con đường mình đã chọn, mình đi đúng đắn. Và thế thì lại lại cất cái sự nổi loạn của mình để một mình sử dụng Thì thôi. cái sự nổi loạn đấy thôi, mình giống như là có một câu là hôm có một người phỏng vấn là bạn có một cái lời khuyên nào dành cho những người mà người ta hát không hay nhưng người ta lại thích làm ca sĩ hay không? Thì Hiếu có đưa ra một lời khuyên là nếu mà hát không hay mà thì tốt nhất là nên đi hát karaoke để giải trí thôi. Hát Thì với nhau đúng không hát với nhau cho ạ? hát với nhau thôi, thì cũng giống như Hiếu thôi. Nếu Hiếu thích R&B, hip hop thì Hiếu sẽ đi tới một chỗ nào đó có thể nghe những người bạn đồng nghiệp của Hiếu hát cái dòng nhạc đấy hay để cảm nhận. Thì có rất là nhiều những đồng nghiệp của Hiếu hát dòng nhạc đấy rất là hay, như là kiểu Hồ Ngọc Hà thì rất là sôi động trên sân khấu, mình nghe mình rất thích. Nhưng mà đấy, khi nào mà mình không hát, mình không nghe đấy thì mình lại quay lại với dòng nhạc của mình. Và thật ra thì ở tuổi trẻ thì Hiếu nghĩ là có nên tồn tại và duy trì cái sự nổi loạn đó không? Ở nhiều nghĩa khác nhau, nếu chúng ta không chỉ xét ở một cái mặt khá là riêng biệt là âm nhạc. Thực ra thì Hiếu nghĩ rằng đó là cái cá tính của mỗi con người. Mình không thể nào mình bảo là có nên hay không nên được, mà đó là nó từ bên trong. Lúc nó bộc phát ra thì mình không ai biết được. Thì cái đấy không 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 có đoán được trước là mình sẽ làm những điều gì. Nhưng mà thật ra với thói quen của bạn đó thì bạn có với bạn nhé, bạn sẽ chia sẻ những gì mình nghĩ hay thường bạn bạn chọn lọc lại và có những cái bạn cất giấu cho riêng của mình vậy? Có những thứ thì mình cất giấu cho riêng mình, có những cái thì mình chia sẻ, và có những cái có cái sự gọi là nổi loạn đối với bản thân mình thì có thể là một mình biết thôi, hoặc là cũng có thể là mình cảm thấy nó không nó vô thưởng vô phạt thì mình vẫn làm, Cũng chẳng không hạn. không lợi cũng không hại cho ai hết đúng không ạ? Thì mình làm cho bản thân mình vì mình Vâng, thích thôi. thì mình thích thôi. Thì Hiếu nghĩ rằng một cái người bình thường ấy, hay là một người ca sĩ thì luôn luôn là ai cũng có những cái khuyết điểm,
chứ không có ai hoàn hảo hết. Mình chỉ làm sao để mình che giấu những cái khuyết điểm của mình đi, hoặc là mình bỏ những khuyết điểm đi để mình làm những cái gì tốt hơn, để cho mình tốt hơn trong cái cuộc sống của mình thôi. Chứ mình không có cố gắng là mình phải làm sao để thành một cái gì đó perfect, một cái gì đó hoàn hảo trong Phải mắt mọi hoàn người, hảo. thì Hiếu không làm như vậy. Nhưng mà với một người của riêng mình và một người duy nhất cho mình thôi, để có thể trở thành một trong trong cuộc sống này, thì Hiếu nghĩ là mình có phải phải thể hiện cái tính tuyệt đối để người ta thấy mình là một người hoàn hảo hay không? À, Hiếu thì không không nghĩ vậy. Hiếu Hiếu nghĩ rằng mình cứ đúng là mình thì là tốt nhất. Thì giống như là mình có thể chấp nhận nhau, mình có thể ngay trong chuyện tình cảm này, mình đúng là mình có những cái khuyết điểm như vậy. Vì cô đấy có chấp nhận mình hay không? Thì khi cô đấy chấp nhận mình thì đấy là cái điều tuyệt vời nhất, chứ không phải là mình phải làm hoàn hảo để cho người ta thích. Nếu mình quá hoàn hảo thì ai cũng thích mình hết. Chứ không phải chỉ là một cái đối Chứ tượng không phải nào chỉ một đối tượng nào đó, đó. Cho nên là khi mà mình không hoàn hảo và người bạn gái mình không hoàn hảo, nhưng hai người dung hòa được và chấp nhận được điều đó, thì tôi nghĩ rằng nó có sự bền vững. và cũng như là chúng ta chia sẻ từ đầu thì cuộc sống luôn luôn là một cái sự trưởng thành Vâng. và đổi thay theo cái chiều hướng tích cực theo từng ngày, đúng không ạ? Dạ. Cả cho âm nhạc cũng thế, những người làm nghệ thuật thì phải luôn chinh phục chính bản thân mình, rồi sau đó thì mới đem những cái sản phẩm âm nhạc hay là những cái cống hiến, những cái đóng góp đó đến với khán giả yêu mến mình. Sẽ chẳng còn chi nữa, năm tháng bên nhau êm đềm của hai đứa từ nay sẽ rất xa. Nếu em không thể nào ở lại đây vì lý do hết yêu anh rồi, nếu hôm nay em đành lòng chia tay vì lúc xưa là anh có lỗi, chúc cho em luôn tìm được niềm vui, nỗi đau riêng một mình anh thôi. Xin cứ cho anh thêm một lần em hỡi, một cơn đau sau cuối. Vì em đã muốn như thế, anh sẽ như thế, anh sẽ ghi sâu bao điều lỗi lầm. Từ nay cho đến muôn kiếp, anh sẽ âm thầm vui chôn bao nỗi yêu thương. Làm sao anh dám trông mong em về với anh? Đứng bên em im lặng thật lâu, nhìn thấy nhau cứ biết bao nhiêu ân tình của ngày xưa, còn lại đây vài phút giây thôi sẽ chẳng còn chi nữa. Năm tháng bên nhau êm đềm của hai đứa từ nay sẽ rất xa. Nếu em không thể nào ở lại đây vì lý do hết yêu anh rồi, nếu hôm nay em đành lòng chia tay là anh có lỗi, chúc cho em luôn tìm được niềm vui, từng niềm vui từ những nỗi đau riêng một mình anh thôi. Xin cứ cho anh thêm một lần em hỡi, một cơn đau sau cuối. Vì em đã muốn như thế, anh sẽ
sẽ vô tình. Làm sao anh dám trông mong em về với anh? Vì em đã muốn như thế, anh sẽ như thế, anh sẽ ghi sâu bao điều lỗi lầm. Từ nay cho đến muôn kiếp, anh sẽ âm thầm vùi chôn bao nỗi yêu thương. Làm sao anh dám trông mong em về với anh? Oh, 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 và tin chắc là những người yêu mến Lê Hiếu cũng như anh Khoa đã có điều kiện để thấy sự trưởng thành của Lê Hiếu trong khoảng thời gian gần 10 năm, thay đổi mỗi ngày. Tuy nhiên không phải là mỗi ngày phải cho thấy rằng là cái sự thay đổi nó chi tiết, đúng không ạ? Nhưng chúng ta ngầm cảm nhận được rằng là mỗi người chúng ta cũng sẽ thay đổi qua những khoảng thời gian khác nhau, và ở mỗi một cái khoảng thời gian hay là một cái lứa tuổi nào đó của cuộc của mỗi người chúng ta sẽ có những suy nghĩ khác nhau, có những quan điểm khác nhau về cuộc sống. Và nhất là đối với người làm nghệ thuật thì cả về âm nhạc nữa, về cách mình tư duy, về cách mình có thể mang những cái thông điệp âm nhạc đến với cuộc sống, với các khán giả để họ tìm thấy đâu đó là chính họ trong những ca khúc. Và tin chắc rằng là những bản tình ca của Lê Hiếu, dù là nhạc trẻ, dù là của các nhạc sĩ trẻ sáng tác, hay là những bản nhạc tiền chiến, những bản nhạc xưa, thì vẫn loáng thoáng đâu đấy bất cứ lúc nào, không chỉ đêm hay là ngày, quý vị có thể nghe, có thể bật khi mà mình ngồi trên xe, hay là có thể nghe khi mà mình tâm trạng nhất, vân vân. Và hy vọng rằng là âm nhạc của Lê Hiếu vẫn luôn gắn bó với các khán giả yêu thương và đồng hành cùng với Lê Hiếu trong suốt một khoảng thời gian vừa qua và cả trong tương lai nữa. Một lần nữa xin cảm ơn Lê Hiếu vì đã trở lại với Chat Với Sao một khoảng thời gian khá lâu, đúng không Hiếu ạ? Và Chỉ Còn Những Kỷ Niệm là một sản phẩm âm nhạc có một màu sắc rất là riêng. Trong rất nhiều những sản phẩm âm nhạc có thể ra mắt, có thể được giới thiệu đến với tất cả quý vị mỗi ngày. Và chúng ta hãy tìm thấy đâu đó là chính mình với một trong những ca khúc trong Chỉ Còn Những Kỷ Niệm của Lê Hiếu. Xin cảm ơn bạn và hẹn sẽ có dịp để mà hội ngộ cùng với Lê Hiếu một lần nữa. Xin cảm ơn anh Khoa và xin cảm ơn tất cả những khán thính giả đang theo dõi cuộc trò chuyện này của Hiếu cũng như anh Khoa, để có thể Hiếu có thể chia sẻ nhiều hơn những cái trải nghiệm trong cuộc sống cũng như trong âm nhạc của mình. Và một lần nữa thì hy vọng rằng sẽ có dịp trò chuyện nhiều hơn nữa trong những cuộc trò chuyện tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Thân ái, chào tạm biệt. Nào đâu biết chắc anh yêu người vì nụ cười đó.